ghi nhận của tuổi trẻ online, cảng quốc tế tuần châu, điểm bắt đầu cho du khách tham quan vịnh hạ long. Sau 2 tuần khi cơn bão gia Ghi quét qua, nhiều chủ tàu nơi đây vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Hàng chục con tàu có giá trị khoảng 3 tỷ đồng bị bão đánh chìm chỉ còn trơ khung và mũi tàu nhô lên mặt nước ở ngày trước mắt, nhưng chủ tàu đành bất lực khi không thể sớm trục vớt tàu lên để đưa đi sửa chữa, giảm thiểu thiệt hại. m tên được viết tắt chia sẻ với tuổi trẻ online. Ba con tàu du lịch của gia đình chị và người em nằm sát nhau đều bị chìm sau cơn bão. Mỗi tàu trị giá 3 tỷ đồng, chưa kể các đồ dùng, thiết bị trên tàu, ngót nghét cũng gần chục tỷ. Từ ngày đang chìm theo con tàu đắm, bởi dù đã tìm các đơn vị cung ứng dịch vụ trục vớt tàu lên, nhưng sau khi đánh giá mức độ tàu chìm, một số đơn vị từ chối. Khi được hỏi vì sao suốt hai tuần qua không trục vớt các thuyền bị chìm, một chủ tàu bức xúc nói: "Đã tìm thuê các đơn vị trục vớt tàu nhưng chi phí tăng liên tục mà còn không có đơn vị thực hiện." Thống kê của địa phương có 23 tàu du lịch neo đậu tránh trú bão tại cảng du lịch quốc tế Tuần Châu bị chìm, hầu hết các tàu này đều chưa thể trục vớt. Chi phí sửa chữa các tàu còn phụ thuộc vào mức độ thiệt hại của từng tàu nhưng với tàu tham quan chi phí sửa chữa từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng, tàu lưu trú từ 5 đến 10 tỷ đồng hoặc thậm chí vài chục tỷ đồng. Ông Trần Văn Hồng, chi hội trưởng chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết, các chủ tàu đã báo cáo thiệt hại tới chính quyền địa phương. Hiện các cấp ngành đều khẳng định sẽ có chính sách hỗ trợ tối đa để tháo gỡ khó khăn cho các chủ tàu vì vậy hiện các chủ tàu đều đang rất trông chờ cơ quan chức năng sớm có biện pháp hỗ trợ để trục vớt đưa tàu vào sửa chữa giảm giãn lãi vay để giảm bớt thiệt hại cho các chủ tàu và sớm khôi phục lại hoạt động kinh doanh khi mùa du lịch cao điểm đang đến gần